ngày mùng 1 tháng 4, thứ năm tuần thành. Thánh hiến và làm phép dầu, lễ chuyển dầu. Thánh thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài sức dầu cho tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Nazareth, nơi người sinh trưởng, và theo thói quen của người thì ngày Sa-bát, người vào hội đường, người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho người sách tiên tri Isaiah. Mở sách ra, người gặp ngay đoạn chép rằng: Thánh thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài sức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng. Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Chung nguồn sức mạnh của Thiên Chúa. Thánh thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài sức dầu cho tôi. Người được sức dầu, dầu bệnh nhân, dầu dự tòng hay dầu thánh, là người được Thiên Chúa Cha yêu thương, tuyển chọn, bàn sức mạnh của người cho họ, để họ yêu mến người, thực hành ý muốn của người và thuộc về người trong dòng tộc, gia đình của Thiên Chúa. Chúa Giêsu là đấng đầu tiên được Thiên Chúa Cha sức dầu, đã chư toàn sứ vụ Kitô, đấng được sức dầu qua cái chết và phục sinh của người. Vì thế, mỗi năm trước kỷ niệm thương khó, cái chết và phục sinh của Chúa Kitô, giáo hội lại cử hành thánh lễ chuyển dầu mới, để toàn giáo hội dùng dầu mới trong năm mới. Việc cử hành ấy nhắc nhớ mỗi chúng ta về hồng ân yêu thương, tuyển chọn, sức dầu, đồng thời nhắc nhớ chúng ta hãy chu toàn bổn phận yêu mến Chúa và thực hành ý muốn của Chúa là sống tin mừng cứu rỗi và loan tin mừng cứu rỗi cho mọi người qua cuộc tử nạn và phục sinh của chính mình cùng với Đức Kitô. Mỗi tín hữu hãy nhớ mình đã được lãnh nhận dầu sức mạnh của Thiên Chúa và có bổn phận phải dùng sức mạnh ấy mà chiến thắng những tính hư nết xấu, chiến thắng tội lỗi để chiếm hữu cho được sự phục sinh muôn đời trong nước Chúa. Vậy lễ chuyển dầu phải là sinh nhật của tất cả những ai đã được lãnh nhận dầu thánh thuộc về Thiên Chúa, cùng một đoàn chiên của mục tử Giêsu Kitô, đấng được sức dầu thực hiện ơn cứu độ. Mỗi người trong gia đình hãy yêu mến, quý chuộng, tôn trọng nhau và giúp nhau nên hoàn thiện, vì chúng ta cùng được sức dầu một nguồn dầu sức mạnh của Thiên Chúa. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã ban dầu sức mạnh và cứu độ cho chúng con. Xin cho gia đình chúng con biết giúp nhau đón nhận và thực thi thánh ý Chúa luôn. Amen. Lạy Chúa, giữ cuộc sống xã hội vô thần và duy vật.
chúng con nguyện xin Chúa cho các gia đình trẻ luôn nhớ thân phận người và cuộc sống trần gian là mong manh, chóng vanh, để luôn hướng lòng đến những thực tại siêu nhiên, hướng lòng đến cùng đích là sự phục sinh với Chúa Giêsu và sum họp gia đình trong nước Chúa. Amen. Xin Chúa khoan dung,
Chúa thứ tha đời con vẫn vương tội. Lạy Chúa xót thương, Chúa dẫn con vào cuộc sống mới. Xin Chúa giữ con luôn luôn tin yêu vào lời Chúa Kitô. Chúa xót thương, Chúa cứu con khỏi chết muôn đời. Xin Chúa khoan dung, Chúa thứ tha đời con vẫn vương tội. Lạy Chúa xót thương, Chúa dẫn con vào cuộc sống mới. Xin Chúa giữ con tin yêu.